Với những cái tình hình bấn loạn hiện nay xảy ra khắp nơi tại nước Mỹ thì có lẽ chính phủ của Hoa Kỳ cũng sẽ bắt buộc phải có một cái giải pháp nào đó để giải quyết cái tình trạng mà hỗn loạn ngay trong nội bộ và cái tình trạng mà bất ổn xảy ra trên khắp thế giới hiện nay. Vì thưa quý vị đã rõ cái tình trạng mà trật tự thế giới nó hoàn toàn nó đã bị thay đổi đảo ngược, không như là qua tất cả ba cái thời đại mà tổng thống khi xưa. Cho nên ngày hôm nay như quý vị đã thấy thì ông cố vấn thương mại của tòa Bạch Ốc đó là ông Peter Navarro, ông ta đã có một cái lời tuyên bố nói rõ ràng rằng là chính phủ của tổng thống Donald Trump họ sẽ không cần đến cái vấn đề mà ban giao nói chuyện với chính phủ Trung Cộng Tàu nữa thưa quý vị, tại vì tất cả các mối mà liên lạc truyền thông giữa hai bên coi như gần như nó bị cắt đứt rồi thưa quý vị, tại vì chính quyền tổng thống Donald Trump họ đã ngăn cản tất cả các công ty media mà ông nói rằng làm việc cho chính phủ Trung Cộng, thì họ đã có những cái hành động rất là rõ ràng, họ trục xuất những người phóng viên làm việc cho những cái công ty truyền thông có liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Cộng Tàu. Thì vì cái điều đó nó làm tăng lên rất là nhiều cái sự căng thẳng giữa đôi bên, và bên cạnh đó ông Peter Navarro ông đã có lời tuyên bố như vậy. Thì ông Steven Mnuchin cũng vậy thưa quý vị, ông nói rằng là cái mà hiệp ước thương mại trong cái giai đoạn đầu thì bây giờ coi như là họ hoàn toàn họ không cần cái thỏa hiệp thương mại đó nữa, và họ đã xóa bỏ hoàn toàn cái thỏa hiệp này, tại vì bên chính phủ Trung Cộng họ hứa họ sẽ mua đến 50 tỷ Mỹ Kim những cái sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ, mà cho đến ngày hôm nay thì họ mua chưa tới đủ đến 5 tỷ Mỹ Kim tiền những cái sản phẩm nông nghiệp này. Do đó chính phủ Hoa Kỳ họ nói rằng là họ cũng không cần những cái sự mà hứa hẹn hão của Đảng Cộng sản Trung Cộng Tàu. Và ngoài ra thưa quý vị, những cái vấn đề mà cả thế giới đều rất là quan tâm, họ mong muốn Cộng sản Tàu phải thay đổi, đó là cái vấn đề mà ăn cắp tài sản trí tuệ, cái vấn đề mà nhân quyền trên thế giới, hoặc là cái vấn đề mà làm ăn buôn bán thương mại với các quốc gia khác. Khi mà chính phủ của Đảng Cộng sản Trung Cộng Tàu họ hỗ trợ cho các công ty của họ để mà làm ăn buôn bán với cái thế giới bên ngoài phương Tây, thì đây là những cái sự việc mà nó không có công bằng cho chính phủ Hoa Kỳ trong các thời đại tổng thống vừa qua. Khi mà chúng ta làm ăn với họ lúc nào cũng bị thua lỗ, thì tất cả những cái điều đó chính phủ Trung Cộng họ không có tôn trọng những cái lời hứa đó. Vì vậy chính quyền của tổng thống Donald Trump ngày hôm nay họ nói thẳng, họ nói không, chúng tôi không cần nữa, và cái điều này nó làm tăng thêm cái sự căng thẳng. Và như quý vị thấy, một cái cách giải quyết tốt nhất cho đất nước chúng ta đó là có thể phải có một cái chiến tranh xảy ra, để mà khi mà có một cuộc chiến tranh lớn, thật là lớn xảy ra, thì sẽ có một cái sự việc mà kéo cái sự đoàn kết lòng dân Hoa Kỳ với nhau để mà chống kẻ thù chính, đó là Đảng Cộng sản Trung Cộng. Và ngoài ra cũng phải thiết lập lại cái hệ thống trật tự thế giới. Khi mà đã hơn 20 năm qua, gần 1/4 thế kỷ, 25 năm, Cộng sản Trung Cộng Tàu họ đã tung hoành khắp thế giới, nhất là ngay tại Biển Đông. Thì trong ngày hôm nay thưa quý vị, đã có 3 cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã gia tăng cái sự hiện diện của họ trong khu vực Biển Đông để mà cảnh cáo cái sự mà bành trướng của Cộng sản Trung Cộng trong cái khu vực này. Và đồng thời họ đã cho thế giới biết rằng là chính phủ Hoa Kỳ họ đã dồn tất cả các nỗ lực của họ để mà chú tâm vào cái khu vực Biển Đông này. Vì Cộng sản Tàu, như quý vị đã thấy, trong thời gian qua họ đã tự tiện cướp những cái hòn đảo trên Hoàng Sa của chúng ta để mà họ lập những cái căn cứ quân sự. Và cho đến ngày hôm nay, những cố vấn quân sự họ nói rằng tụi Tàu nó đã lập căn cứ quân sự trên đó rồi, thì không ai làm gì được nữa, cái chuyện nó đã lỡ rồi. Cho nên chính phủ Tổng thống Donald Trump hiện nay họ không còn một cái đường nào khác hơn là phải chặn đứng lại tất cả những cái sự bành trướng của Cộng sản Tàu để mà lấy lại cái niềm tin của đất nước Hoa Kỳ của chúng ta. Vì you know, mà sau bao nhiêu cái thế hệ tổng thống, cái niềm tin của nước Mỹ đã bị mất, không những ở trong nước mà ở trên thế giới nữa thưa quý vị. Cho nên Tổng thống Trump, ông bắt buộc phải có một cái hành động cứng rắn, và chiến tranh có thể là cái câu trả lời để mà giải quyết tất cả vấn đề từ ở trong cho đến ra ngoài. Và kể cả bên phía Trung Cộng cũng vậy thưa quý vị, họ cũng lâm vào một cái hoàn cảnh tương tự như nước Mỹ của chúng ta. Và có lẽ chiến tranh cũng là cái câu để mà họ giải quyết cái vấn đề của họ,
vì họ cũng muốn lấy lại cái niềm tin của người dân của họ. Ông Tập Cận Bình cũng muốn nắm lại cái quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Cộng, và họ cũng muốn dồn tất cả nỗ lực của họ để mà đối phó với giặc ngoại xâm hơn là những cái sự việc, những cái vấn nạn, những cái vấn đề họ đang có ở trong nước, từ kinh tế, chính trị cho đến xã hội, cho đến coronavirus. Thì thưa quý vị, có lẽ nếu mà chính quyền Tổng thống Donald Trump họ để cái sự việc mà bấn loạn trong nước nó kéo dài cho đến tháng 11, thì cái điều này nó sẽ làm cho cái danh dự, cái vị thế của chính phủ Donald Trump nó càng xấu đi. Cho nên có lẽ ông ta sẽ phải quyết định trước khi cái ngày bầu cử. Tại vì khi mà có chiến tranh xảy ra trước ngày bầu cử thì thưa quý vị, cả tất cả người dân Hoa Kỳ đều sẽ phải dồn tất cả nỗ lực vào cái cuộc chiến đó để mà bảo vệ đất nước của chúng ta. Và khi Tổng thống Donald Trump ông có quyết định làm cái việc đó, gây chiến hoặc là bất ngờ xảy ra một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên thì qua những cái lời tuyên bố như của ông Peter Navarro hoặc là của ông Steven Mnuchin, thì đây là những cái lời cảnh cáo nhẹ nhàng để cho cả thế giới không có bị sửng sốt nếu mà chiến tranh xảy ra, thưa quý vị. Tại vì như lời ông Mnuchin ông nói như vậy thì tất cả các công ty trên thế giới họ phải sẵn sàng để mà rút lui khỏi cái thị trường Trung Cộng trước khi chiến tranh xảy ra. Tại vì họ đã nói rồi mà, không phải là một cái lời nói official, nhưng mà họ đã đó là những lời cảnh cáo mềm. Cho nên nếu những công ty nào mà vẫn còn ngoan cố, vẫn tham tiền ở đó làm việc ở trong cái lãnh thổ của Trung Cộng, thì nếu mà chiến tranh xảy ra thì cái sự mất mát nó sẽ là cái điều chắc chắn xảy ra cho những công ty đó. Cho nên chúng ta cũng phải sẵn sàng để mà sửa soạn nếu mà có một cuộc chiến xảy ra trong tương lai. Và chúng tôi nghĩ rằng là, thưa quý vị, cái cuộc chiến này nó có nhiều phần trăm sẽ xảy ra hơn, và đó cũng có lẽ là một cái câu trả lời cho tất cả những cái vấn nạn mà chúng ta đang phải đương đầu hiện nay, thưa quý vị. Đúng là bây giờ nó hình như cái quan hệ Trung Quốc và Hoa Kỳ nó đang đi đến một cái bước ngoặt khá ngặt nghèo. Tức là sau những cái nói chuyện dường như không thành công, thì bây giờ ông Navarro, đó, tác giả cuốn mà Dead by China, cái việc hiểu cuốn sách nổi tiếng đó, Chết dưới tay Trung Quốc, ông ta đã là một người học giả nghiên cứu lâu năm về cái tình hình của châu Á nói chung và đặc biệt là Trung Quốc. Thì ông ta đã nói là bây giờ cái giai đoạn nói chuyện đã over rồi. Cho nên khi chúng ta không nói chuyện được thì có thể phải đi đến một cái giải pháp cuối cùng là một cuộc chiến. Mà đúng, có nhiều khi cuộc chiến nó lại giải quyết được nhiều thứ lắm. Chúng ta nhìn là cũng như thường thường người ta nói, trong cái nội địa đó có nhiều vấn đề. Ví dụ như Trung Quốc, chúng ta không nói ra chúng ta cũng hiểu là họ rất là đang đứng trong cái cuộc khủng hoảng. Vì từ ngày mà xảy ra các vấn đề với Hoa Kỳ cấm vận mọi biện pháp thương chiến, chúng ta cũng thấy. Cho nên người dân cũng có những cái uất ức bất mãn và sẵn sàng với cái lúc nào nó có, nếu có dịp nó sẽ bùng lên. Thì họ cũng sợ nội chiến, có thể họ phải tấn công ở phía ngoài, gây một cuộc chiến bên ngoài. Nhưng mà người ta cũng nhìn thấy tại sao. Thì cũng có một cái dư luận ngược lại lại nói là bây giờ coi vậy đó, họ hăm he với nhau, nhưng chưa chắc họ bỏ được nhau. Đó chúng tôi cũng nói, chúng tôi nói đó, giống một đôi vợ chồng tuy có nhiều khác biệt, có nhiều cãi vã gấu ó hòa nhưng lại khó khăn để mà tách rời. Thì tại vì ông Lighthizer đó, ông cố vấn về thương mại đó, ông nói là cái Mỹ và Trung Quốc rất khó, ông dùng cái chữ là decouple, quý vị còn nhớ trong bản tin lần trước. Có nghĩa là cũng như một cái cặp đôi mà bây giờ tách ra, khó lắm, ý ông nói là cái quan hệ. Tại vì thực ra hai người rất là thù nhau nhưng vẫn cần nhau. Tại vì cái làm ăn, buôn bán, quý vị cũng hiểu. Và đúng là cái chuyến này có thể là cái bầu cử của Tổng thống Trump dựa chính vào Trung Quốc sẽ là cái yếu tố. Yếu tố là sao? Là bây giờ có dàn xếp với Trung Quốc hay không? Bởi vì ông hứa là ông mua 200 tỷ gì đó, quý vị nhớ, mà đa số những cái là sản phẩm nông sản ở những cái tiểu bang miền Nam là những tiểu bang đã giúp Tổng thống Trump kỳ trước thắng cử. Đó chính là cái điểm mà người ta, tại sao người ta nói là có nên, có khi xoay quanh cái chủ điểm của cái bầu cử Tổng thống Trump này, thắng thua là phần lớn là vào cái quan hệ với Trung Quốc đó. Nhưng mà bây giờ với cái đà này thì chúng tôi cũng thấy rất khó, là vì lần trước chúng ta còn nhớ cách đây không lâu thì ông Pompeo ngoại trưởng đã qua gặp ông Dương Khiết Trì tại Hawaii. Cuộc nói chuyện nó kể như là không có đi đến cái gì cả, hai bên đều cứng hết và vẫn chưa đưa được đến, mặc dù bên kia họ vẫn nói là chúng tôi vẫn muốn nói chuyện phải trái nhẹ nhàng với nhau. Nhưng mà ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh có những cái điểm mà Hoa Kỳ đưa ra là họ gần giống như họ rất cương quyết là Hoa Kỳ không được nhúng vào. Ở trong cái đó là có Biển Đông đó, Đài Loan, Hồng Kông, Tân Cương,
Biển Đông, mặc dù Biển Đông gần đây rất căng thẳng, quý vị cũng hiểu đó, là đúng là có ba cái hàng không hàm của Mỹ đi tới đi lui, ít ra là để xác minh là chúng tôi có quyền tự do hàng hải ở đây. Anh không có được quyền anh nói theo kiểu mà một mình, phía một mình tự đặt ra, rồi cứ nói là cái Biển Đông là của họ, là cái ao nhà gì đó vân vân, và ức hiếp những cái nước nhỏ. Thì gần đây chúng ta thấy rõ ràng các nước nhỏ đã vùng lên rất nhiều, kể cả Philippines cũng trở mặt, rồi ngay cả Nam Dương, Việt Nam vân vân. Thì vấn đề là Trung Quốc bây giờ có thể họ đi vào cái thế là họ đang bị khủng hoảng kinh tế trong nước, và sẽ có, họ cũng sợ những cái cuộc nội chiến. Nếu mà Trung Quốc nó là một nước lớn, quý vị nhớ là khi nó bể ra, nó sẽ bể ra nhiều mảnh, và người ta chưa biết là lúc đó như thế nào của một cái nước mà 1 tỷ tư dân. Cho nên vấn đề là cái dịp này đây là cái dịp mà hai bên phải ngồi nhìn lại. Nhưng mà với những cái cuộc thương chiến gần đây thì Tổng thống Trump có ý là ông ta nói là nếu cần ông ta sẵn sàng bỏ hết, là không cần cái phase one của cái thương chiến để mà tiếp tục đó, tức là. Nhưng mà dĩ nhiên là trong cái giải quyết thì họ vẫn cố gắng làm sao nếu còn nước còn tát. Còn bây giờ cái biện pháp cuối cùng nếu cần thì đúng có thể phải xảy ra một cuộc chiến, vì lúc này rất là găng hai bên. Và Trung Quốc thì họ, ông Tập, ông vẫn muốn chứng tỏ cái power ông ta bằng cách nhiều khi chính vì thế kỳ này ông ta lại tham chiến để mà chứng tỏ mình vẫn còn nắm uy quyền, và để cho dân chúng, đúng, dân chúng sẽ cảm thấy là ông ta có sức mạnh, có uy quyền đối với nước ngoài, đối với một cái nước mà đối thủ là Hoa Kỳ đây. Vì thế mà hai bên ở hai cái thế đều cần. Vì Tổng thống Trump cũng cảm thấy là bây giờ nếu ông ta, nhiều khi cuộc chiến đó thì dân chúng thường thường cái tâm lý chúng ta nhìn những cuộc chiến quá khứ thì đều được dân chúng Mỹ lúc đó họ mới gần như là mới khơi dậy cái lòng ái quốc của họ, và lúc đó họ sẽ đứng sau Tổng thống. Điển hình là từ ông Bush, chiến tranh Iraq, Afghanistan, ngay cả ông Bush bố là hồi mà Kuwait đó. Đó, Iraq, Saddam Hussein chiếm Kuwait đó. Rồi ngay cả cuộc chiến Bosnia là của Clinton, quý vị thấy không? Đó thì thường thường những lúc đó cái tinh thần dân chúng lên rất cao, họ sẵn sàng đứng sau Tổng thống, và lúc đó họ cảm thấy sự đoàn kết là quan trọng. Cho nên cái bước tương lai này mình cũng chưa biết được như thế nào, nhưng mà hai bên có vẻ rất là căng. Nhưng người ta còn lo thế này là có thể ông Trung Quốc bây giờ kỳ này ông cũng đi tới, ông áp lực Đài Loan hoài, biết đâu kỳ này ông đánh Đài Loan thì sao. Đó, mình không có nhiều cái diễn tiến lắm, mình chưa biết được. Hay là có thể là ông ấy trù dập Hồng Kông, mặc dù bây giờ với cái bảo đột an ninh đã được nhiều giới chức và nhiều nước cũng lên tiếng cảnh báo đó, nhưng mà chưa biết là cuối cùng ông ta có vẫn xuống tay để mà áp dụng, nghĩa là hoàn toàn chấn áp, dùng sức mạnh và đối với các lực lượng chống đối hay không. Cho nên đó là nhiều cái vấn nạn bây giờ, và người ta nghi rằng có thể đúng cái này rất có thể là một cuộc chiến sẽ xảy ra. Cho nên đôi khi với cái option đó chúng ta cũng phải sẵn sàng. Dĩ nhiên không ai muốn chiến tranh là chết chóc, tàn phá, là máu đổ thịt rơi, nhưng mà nhiều khi không còn biện pháp nào khác thì nó phải đi đến, vì chúng ta nhìn lại những bài học lịch sử cũng vậy. Không ai muốn gây ra chiến tranh, nhưng đôi khi chúng ta ở cái thế mà rút lại không được. Ví dụ như bên kia họ tấn công trước nhỉ, thì Hoa Kỳ bắt buộc phải tấn công lại thôi. Gần đây, và cũng không phải là tình cờ, mà gần đây chúng ta thấy rõ ràng ông Trung Quốc ông cũng xúi, ông chọc gậy bánh xe, xúi cho ông Bắc Hàn thì căng thẳng lên, quý vị thấy không? Căng thẳng để đối với Nam Hàn. Ông phá cả cái tòa nhà mà bên Nam Hàn hoàn toàn xây, công lao tiền bạc của bên Nam Hàn chứ không dính tới ông Kim Jong Un nữa đó. Nhưng mà ông phá, ông lấy cớ cái chỗ đó, trong đó có cái bộ thống nhất luôn của hai bên, để mà họ vẫn muốn sau nhiều năm chia cách hai miền họ vẫn muốn đoàn tụ với nhau chứ. Thì bây giờ ông cắt hết cái đường dây điện thoại và ngưng hết, thì ông cho nổ cái tòa nhà đó, thì cái hành động thực ra là quá đáng. Nhưng mà Nam Hàn cũng phải ráng tự chế. Tất nhiên hai bên đang đặt trong tình trạng báo động đó, nhưng mà không phải tự nhiên ông Kim Jong Un ông làm về đâu, đó cũng là có thể bàn tay ông Tập Cận Bình. Bây giờ để cho người ta bớt đi, bớt chú ý những vấn đề khác đi, thì tự nhiên gây hâm nóng lên thôi, hâm nóng lên. Nhưng tự nhiên không có, nhiều khi lại không có gì xảy ra đâu, thưa quý vị biết, họ lại để nắn gần nhau chút thôi, nắn bắp thịt nhau chút, muscle coi người nào. Thì bây giờ rõ ràng ông Trung Quốc kỳ rồi ông đi cho 30 tàu ở Biển Đông là vì ông muốn chứng tỏ cái bắp thịt, sức mạnh cơ bắp của ông ta đó. Nhưng mà Hoa Kỳ thì cũng đối lại, và đặc biệt là Hoa Kỳ thì với ngoài chẳng những dưới mặt biển mà cả trên không, Hoa Kỳ luôn luôn có một dàn máy bay F-22, F-18, F-35, những máy bay tối tân nhất, người ta nói là sẵn sàng ứng chiến. Thành ra đúng lúc này chính là một cái điểm nóng, và người ta vẫn chưa biết là có thể hai bên có những đụng độ về quân sự hay không, thưa quý vị.